Toyota Camry S-Edition 2020 ra mắt, thiết kế táo bạo hơn. Toyota Camry S-Edition là phiên bản mới nhất của mẫu sedan hạng D, xe được nâng cấp ngoại thất và tính năng, giá 33.500 USD. Mẫu sedan hạng D, Toyota Camry vừa có thêm phiên bản đặc biệt dành riêng cho thị trường Nga. Xe có tên gọi S-Edition 2020, sở hữu những nâng cấp về kiểu dáng lẫn trang thiết bị. Ở ngoại hình, Toyota Camry S-Edition được sơn hai tông màu, kết hợp giữa thân xe màu trắng ngọc trai và một số chi tiết màu đen như mui xe, viền cửa sổ, ốp gương, cánh gió. Ngoài ra, phiên bản này còn có tùy chọn màu sơn đen hoàn toàn. Đây được xem là mẫu Toyota Camry có thiết kế táo bạo nhất từng xuất hiện ở Nga. Chiếc sedan hạng D còn trang bị bộ mâm hợp kim hai tông màu thể thao, kích thước 18 inch. Để tăng tính năng động cho chiếc xe, có một số điểm nhấn màu đỏ ở cản trước, cản sau, đèn hậu đồ họa màu đen khá lạ mắt. Tính thể thao tiếp tục được tìm thấy bên trong nội thất, ghế được bọc da. Các chi tiết như bảng táp lo trung tâm, tay vịn được khâu chỉ đỏ tương phản. Hàng ghế sau cũng có một số điểm nhấn màu đỏ. Hệ thống thông tin giải trí đi kèm với hệ thống Toyota Touch 2, màn hình đồng hồ 8 inch, hệ thống âm thanh JBL cao cấp, sạc điện thoại không dây và màn hình giải trí 10 inch. Tại thị trường Nga, tất cả phiên bản của Toyota Camry đều bổ sung thêm tính năng chống trộm T-Mark, tất nhiên có cả bản S-Edition này. Hệ thống chống trộm hoạt động tương ứng với số VIN của chiếc xe được áp dụng, nó có khả năng tránh giả mạo số VIN và nhận dạng chủ sở hữu hợp pháp. Dù mang danh là phiên bản thể thao, nhưng Toyota Camry S-Edition không có sự thay đổi trong động cơ. Dưới nắp capo vẫn là động cơ xăng 4 xi lanh 2.5 lít hút khí tự nhiên, công suất 179 mã lực, mô men xoắn 231 Nm, hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động bánh trước. Những trang bị tiêu chuẩn gồm có hệ thống chiếu sáng công nghệ LED, bộ trang bị an toàn Toyota Safety Sense 2.0 bao gồm AEB, nhận dạng người đi bộ, cảnh báo trạch làn đường, đèn pha tự động và nhận biết biển báo giao thông. Xe còn có gói sưởi ấm Winter Comfort. Toyota Camry S-Edition có giá từ 2,1 triệu rúp, 33.500 USD. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay hãy like và đăng ký để ủng hộ kênh chúng tôi. Chân thành cảm ơn các bạn.